Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, Ngọc Khánh Tower là một trong số ít các dự án phức hợp căn hộ trung tâm thương mại cao cấp có giá cả hợp lý. Các căn hộ tại đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ năng động hiện đại, có thu nhập trung bình để yên tâm lập nghiệp. Đây là một trong những dự án bất động sản hiện đang do công ty Danh Khôi Á Châu độc quyền phân phối. Ngọc Khánh Tower nằm ngay mặt tiền Nguyễn Biểu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, góc ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu. Tòa nhà chỉ cách trung tâm quận nhất chỉ mất khoảng 5 phút. Từ Ngọc Khánh cũng thuận tiện sang các quận phía Nam Sài Gòn như quận 7, quận 8, Bình Chánh, qua cầu chữ Y hay cầu Nguyễn Văn Cừ, hay là đến các trung tâm thương mại và chợ truyền thống như là Parkson, An Đông, Kim Biên chỉ trong vòng 10 phút. Ngoài ra, các trục đường được xem là xương sống của thành phố Hồ Chí Minh đều đi ngang qua đây như trục đường Bắc Nam hay trục đường Võ Văn Kiệt, nối liền giữa khu Đông với Tây của thành phố. Cao ốc Ngọc Khánh gồm 18 tầng với 2 tầng hầm để xe, 2 tầng thương mại và còn lại là khu căn hộ. Mỗi tầng tại Ngọc Khánh đều có 7 căn hộ với diện tích từ 51 đến 64 m2, tất cả đều được bố trí 2 phòng ngủ và 2 toilet. Ngoài ra, căn hộ cũng được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo động an ninh, truyền hình cáp, đường truyền internet. Diện tích thiết kế hợp lý và hiện đại, giúp tận dụng tối đa không gian, mang lại cảm giác thoáng đãng. Ở đây, mọi phòng trong căn hộ đều được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là điều được các cư dân đánh giá cao. Giờ đây thì em sống, em thấy như là căn hộ ở đây thì nó nằm ngay trung tâm thành phố. Với một phần là em rất thích cái thiết kế ở đây. Buổi sáng thì có nắng sáng, với một phần là mát mẻ nữa. Sạch, thoáng, nên em thích điều này. Em thích. Và phòng ốc ở đây nó trang bị rất là phong cách tiện nghi, lịch sự. Nói chung là tôi rất là thích sống ở Ngọc Khánh này. Bên cạnh đó, khu căn hộ Ngọc Khánh còn cung cấp nhiều tiện ích cộng thêm như phòng tập thể dục, siêu thị mini, đáp ứng được nhu cầu của những người bận rộn. Và cái thứ hai nữa, nhiều khi công việc tôi bận bịu, tôi đi làm về buổi chiều không có thời gian để mà đi chợ nấu cơm, thì nó có một cái siêu thị, mình có thể là mình xuống đó mình mua thức ăn nhanh, nó rất là tiện lợi. Về vấn đề an ninh, cư dân ở đây cho biết họ cảm thấy yên tâm khi tòa nhà được trang bị hệ thống an ninh hiện đại với camera đặt tại sảnh, quầy tiếp tân cùng lực lượng bảo vệ 24/24. Con cái em nó học, giờ nó ở đây nó cũng an tâm hơn, bảo vệ thì an ninh tốt. Mặc dù là khu căn hộ cao cấp với vị trí thuận lợi, nhưng giá căn hộ ở Ngọc Khánh lại không cao. Theo đại diện của chủ đầu tư, một căn hộ ở đây có giá dao động từ 1,5 đến 1,8 tỷ đồng, phù hợp với những người có thu nhập trung bình trở lên. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án Ngọc Khánh đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ pháp lý và sẵn sàng đón các chủ nhân tương lai vào ở ngay. Đây là dự án do công ty bất động sản Danh Khôi Á Châu độc quyền phân phối.